ơi anh sợ nên anh làm kẻ thiện nơi đứng nhìn con đò rời xa bên cùng. Bỏ lại dòng sông thứ bàn bạc màu trắng hiếu rủ cho khách sang sông chờ đợi đến bao giờ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác anh chị, chào cả nhà thân yêu. Thì theo cái hành trình gông gũi của mình, hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An để tìm đến một cái chú bán vé số từ ngoài Phú Yên vào tỉnh Long An này để bán vé số. Và để hành trình làm được một cái video clip này thì rất là khó khăn. Mình đã tìm chú hai lần và chạy khoảng kiếm hơn hồi sáng giờ khoảng hơn 4 giờ đồng hồ mới gặp được chú. Và hôm nay gặp chú trên cái con đường bán vé số này, mình mời chú vào đây để mà uống cà phê, nghỉ trưa và thưởng thức cho cô chú anh chị thưởng thức vài câu vọng cổ của chú. Dạ con chào chú. Dạ ngồi đi chú. Có nước không chị? Dạ con chào chú nha. Chú là chú Tư Khả hả chú? Chú năm nay nhiêu rồi? 64. 64 tuổi. Con được biết thông tin qua mạng rất là nhiều về chú đi hát ở quán, những cái quán cà phê để bán vé số hả chú hả? Ngày chú bán được nhiều tờ không? Mấy trăm, năm trăm. Chú đi quãng đường xa không chú? Dạ. Dạ. Chú là người tỉnh nào? Phú Yên. Phú Yên. Cái giọng của chú con vẫn nghe còn cái giọng của Đa Mang đặc trưng của Phú Yên. Hôm lần trước con có tìm đến chú nhưng mà chú về quê. Chú vô Nam này hồi nào? Lâu mà. Dạ chú vô đây. Vô này mười mấy năm rồi mà. Dạ. Thường đi thường về, thường đi thường về. Dạ cái sao mà chú lại đam mê ca cổ như thế này chú? Còn nhỏ ca hồi 17 tuổi mà. Ca hồi 17 tuổi. Tại vì trời cũng không có bị dập ca cái đà mà nằm tấu. Đà, cái đà kia. Mà không có lên mạng rồi qua, không có lên tư quy rồi cho mà điều ca. Hàng theo sớm, theo tỉnh, theo đồ vậy. Nhưng mà con không hiểu là tại sao chú lại biết những cái bài bản như Người Tình Trên Chiến Trận, Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn rồi đó. Sao chú đã biết được những bài đó? Tại vì thấy nó ca mình theo ca. Là lúc đó là chú đã ở trong Nam này rồi. Là chú ở trong Nam là chú biết mấy bài đó rồi. Rồi chú ca theo. Nhưng mà người ta nói là cái giọng của chú hơi giống Minh Dương. Rồi pha chút Minh Cảnh lại lại khi mà lên giọng cổ lại giống Minh Phùng. Chú có cảm thấy vậy không? Chú tập theo hay là cái chất giọng của chú là vậy? Mình hát ra vậy. Nhưng mà chú nói vẫn giống cái giọng Phú Yên. Phú Yên. Phú Yên. Con nghe cái giọng Phú Yên thì quen đó. Ta nói quen giọng Phú Yên nha chú ha. Chú có thể tặng cho con câu vọng cổ nào của Minh Phụng nữa không? Dạ. Chú uống nước mía đi. Chút xíu nó còn ủng hộ chú khoảng số tờ giấy số. Chú đi bán từ mấy giờ đến mấy giờ chú? Sáng đến chiều. Sáng đến chiều. Có chương trình nào đã mời chú đi chưa? Có rồi. Dạ. Hôm trước con thấy chú hát ở quán nhậu rồi, quán cà phê rồi. Thôi giờ mình trích một đoạn Xin Một Lần Yêu Nhau của Minh Phụng. Xin Một Lần Yêu Nhau. Dạ. Thuệ ơi, có lẽ thượng đã sanh ta đã và đặt cho ta nhầm một ngôi sao sâu. Thế nên cuộc đời ta mới lao đao không khổ, chứ xin một lần yêu nhau mà không nói được bao giờ. Cho đến nay thì đã trót đêm uống rồi, ta sẽ chết trong âm thầm lặng lẽ, còn nàng thì sẽ cất bước du quy. Đâu đó là cũng do định số, mà một đời người đều có một hoàn cảnh riêng tư. Yêu anh, yêu em và yêu mãi mãi, dù ngày mai mình không gặp gỡ đi bao giờ. Mong ước còn xanh và đời khí vẫn còn dài, ta sẽ tạo cho mình một tương lai đổi khác, rồi đây thì theo chồng về xứ lạ trời xa. Hãy quên thằng Vũ ngày xưa trước sau, vì nó cũng ngu ngơ khờ khạo. Ở tương lai thì những cái gì nó không có, còn hiện bây giờ thì đã
Ồ quá hay. Khi mà chú nói chuyện thì nó ấy, nhưng mà khi cô chú cắt lên là cái giọng của chú là đầy nội lực. Đầy nội lực. Xin một đoạn chim định chùa ăn. Dạ. Xuân đã cho tôi được mình yên chim anh sông xưa với mùa thu côi. Dắt chiêu dòng nước nhạc lá chiều hôm trong kỷ niệm sầu xưa tan vỡ từ bao giờ. Bao xuyên ơi hãy nhìn nhau đi rồi xa cách để trọn đời. Tình yêu ấy không còn lưu giữ được bằng biểu, làm gì chỉ buồn nè ba thêm thôi. Bảo xuyên ơi em còn đất quê hương Mông Cổ với các vàng mà xa mà quán vuông, còn anh thì đồng cỏ đúng nghiêng yêu dấu chôn chặt muôn mà đời với bên nước phù sa. Trích đoạn nữa người tình trên chiến trận. Tiếng kêu ơi anh soi đoạn anh làm kẻ thiên đuôi đứng nhìn con đò rời xa bên cùng. Bỏ lại dòng sông xưa bàn bạc màu trắng hiếu rủ cho khách sang sông chờ đợi đến bao giờ. Anh sợ tiếng đưa rồi sẽ thương nhây nhắm người, sợ mất em sợ mất kỷ niệm thời thơ mà chúng mình đã cùng nè sống bên nhau. Thiên kiều ơi anh thương em và suy nghĩ đến em, anh lo lắng cho em vì chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đấy cuộc mà đời em sẽ khổ đi khi em đã dấn thân vào chốn để tình trường. Thiên kiều ơi em yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không đứng thẳng nhưng nhìn người ta gieo khổ để cho em. Dù rằng anh cũng đã tự làm khó anh khi cố tình dựng lên một thiên đường trong mộng. Nhưng trời ơi mộng đã bay cao nhạt nhòm sương khói, và anh chỉ còn lại đây một khoảng đi trong mà lạnh lùng. Không biết rồi đây có còn lại gì không, hãy mất đi tất cả những gì anh ao ước để cho mưa sương ngủ yên ngoài trong để trời xa vắng, cho anh một mình để ôm lấy nỗi để cô đơn. Ô quá hay. Chú hát hay là từ 17 tuổi đến giờ luôn hả chú? Y vậy luôn. Cái lúc chú tự hát thôi hay là có ai tập chú gì không? Không ai tập. Chú có đi học thầy đờn nào không? Cũng có học mà bó yếu, ca chính đờn cũng học yếu à. Ý con nói là chú ca theo đờn theo nhịp được, thôi chú. Được bình thường hả chú ha? Bình thường. Dạ quá hay luôn. Chú uống nước mía đây. Hôm nay chú còn giải số cũng hơi nhiều hả? Cô chú anh chị, thì để tìm được chú Tư Khả đây thì mình đã chạy dần dòng huyện Cần Giuộc của tỉnh Long An này khoảng hơn, con kiếm chú hơn từ lúc khoảng 7 giờ đến giờ là con đi vòng thì sau đó con ghé quán cơm thì người ta mới chỉ con là chú của con cũng chạy vòng chợ Hưng Long đồ đó, thì ta nói vòng ở đây nhưng mà kiếm không có, con cũng sắp bỏ cuộc, con tính đi về. Nhưng mà con ghé lại ăn cơm thì chị đó cho số điện thoại của chú mới gặp chú. Nói chung là cái giọng của chú rất ngọt ngào. Chú có cảm thấy là Minh Dương, Minh Phụng với Minh Cảnh là chú giống cái giọng ai nhất không? Theo chú cảm nhận á. Giọng Minh Cảnh là nhiều. Giọng Minh Cảnh là nhiều. Nhưng mà chú lên câu giọng cổ đặc biệt rất giống Minh Dương. Rất giống Minh Dương. Nghe giọng Minh Dương nè.
vì mình đã biết cái phận mình. Tâm nước phù sa tóc phơ ruộng nắng con kinh đào mà rờ rạc sắt đi bèo tôi. Em vớt bèo nuôi cá ở trong ao và nuôi dưỡng mối tình nghèo nhó nhòm. Anh thương em trong mối tình nghèo quê hương đó và mong sao hai đứa sống nên vợ mà nên chồng. Ồ quá hay luôn, phải nói rồi. Bây giờ chú có thể là hát một bài theo giọng Minh Dương, bài theo giọng Minh Cảnh, dài bài theo giọng Minh Cầu Phụng được không? Được, Minh Cảnh. Dạ.